Trên diện tích 500m², anh Nguyễn Văn Thắng đang chăn nuôi 5 đối tượng: chim bồ câu, gà đẻ trứng, úm gà thịt, ngan và nhím. Cái đối tượng nuôi thì nói chung là sở thích, hay nữa là nó hỗ trợ nhau. Hỗ trợ nhau chứ còn bây giờ trước người ta bảo là một người thì sống đống nghề chín, một nghề thì sống đống nghề thì chết, nhưng bây giờ thì đang nghề thì không tập trung vào con gì hết. Nhưng mà vẫn ưu tiên là con gà thịt là số 1. Còn những thành phần kia là chỉ gọi là ăn theo thôi. Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã đi kiểm tra khu vực nuôi úm gà thịt, chúng nuôi gà đẻ trứng. Qua đó chuyên gia cũng chỉ cho anh Thắng thấy được những bất cập trong chăn nuôi. Có 3 cái không được. Cái không được thứ nhất tức là chuồng làm thấp quá. Thấp cái này là rất là nóng. Thứ hai nó là thấp cái này thì ô nhiễm chuồng rất cao, gà rất dễ bị bệnh. Cái thứ ba là chật. Mật độ này là chật. Tiếp đây, chuyên gia Sơn sẽ đi đến khu vực nuôi ngan để kiểm tra liệu rằng việc nuôi thêm đàn ngan có hợp lý hay không. Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn sẽ tư vấn cho anh Thắng trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Đây là thiết kế chuồng trại chăn nuôi của anh Thắng. Gà đẻ trứng, nhím ở một chỗ. Còn đây là khu vực nuôi úm gà, chim bồ câu. Bên cạnh là khu vực chăn nuôi ngan. Khoảng cách giữa các khu vực gà đẻ trứng và ngan khoảng 6 mét. Cái khu vực này mà cháu thiết kế nuôi cái thủy cầm, chú thấy là không đạt yêu cầu. Một là mình không có cái chuồng nuôi, thứ hai là không có cái sân để thả, nóng quá. Đấy. Nó phải làm một cái chuồng giống như cái chuồng gà này, tối mình lùa vào, ban ngày mình đẩy ra. Chuồng nó cũng phải cao ráo, sạch sẽ, nó phải có chấu. Xong rồi ban ngày là mình thả ra cái sân này, mà sân này là mình che mát. Đấy. Thế thì là sân láng xi măng cũng được, mình nuôi theo cái kiểu nuôi nhốt ấy mà. Thế là khi con vật nó ra cái là nó đi phân là mình dội rửa nó cho nó sạch. Thứ hai là cái bệnh của con ngan là nó có mấy cái bệnh rất là nguy hiểm. Là bệnh rô virus, là bệnh bạc vô virus, này. Ngan ngỗng là bệnh giống nhau. Cho nên là nếu mà cháu mà tổ chức nuôi này là không được ăn cái bọn thủy cầm này đâu. Đấy, thua luôn, thua liên tục luôn. Diện tích nuôi thủy cầm của anh Thắng khoảng 3 mét rộng, 10 mét dài, số lượng đàn ngan khoảng 200 con. Chuồng trại xây dựng tạm bợ không kiên cố, mái thấp, không có hệ thống phun mưa bên trên. Nhiệt độ trong chuồng khá nóng vào thời điểm 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Con ngan này là người hầu như là buổi tối người ta mới nuôi, người ta mới đưa vào chuồng. Ba ngày người ta nuôi ngoài sân chơi. Nhưng mà cái sân chơi đấy là nó phải thiết kế là ví dụ như là cháu nuôi ngan, cháu cứ tính như này. Là 4m² một con khi nhốt trong chuồng. Thế và khi cháu thả ra ngoài sân chơi đấy là cháu chỉ tính có 1,5 con trên 1m² thôi. Cho nên là cái diện tích sân chơi nó phải gấp đôi hoặc là gấp 3 so với diện tích chuồng. Bây giờ mình nuôi cái này là chuồng cũng đã không có rồi, sân chơi là không có nữa, là gà, ngan tụ hết vào trong cái gốc cây kia. Thế là nhiễm bệnh, đấy, đi phân. Cho nên là cái chỗ này của cháu là không có điều kiện để nuôi thủy cầm. Mặc dù có cái chỗ để thoát nước phân kia, nhưng mà cái diện tích ở trên cái này nó chật quá. Đấy. Hôm nay nắng thì không sao, nhưng hôm nào trời mưa thì cháu trả giá ngay. Mưa ẩm suốt ngày, bẩn thỉu lắm, bệnh dịch liên tục. Hồi nuôi con nào chọn lắm, một vài ba con nuôi cho nó có hiệu quả. Chú cho con gà đẻ của cháu là được, con gà thịt là được, đấy, con chim câu thì cũng có thể là được. Nhưng mà phải làm cho chuồng trại nó sạch sẽ đi, để chọn nó ba con thôi. Đấy, còn con nhím thì tùy, thích thì nuôi, không thích thì thôi. Đấy, vì quy mô nó không nhiều lắm. Còn riêng cái bọn thủy cầm này của cháu, nhà cháu không đủ điều kiện để nuôi thủy cầm. Theo chuyên gia Sơn, chuồng trại nuôi thủy cầm của anh Thắng không đảm bảo kỹ thuật, như diện tích quá nhỏ, chuồng trại không đảm bảo vệ sinh an toàn, chưa có kỹ thuật chăm sóc. Anh Thắng có thể tham khảo cách nuôi ngan vịt của nông hộ Phạm Văn Mạnh ở xã Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng. Khu chuồng trại 300m² có thể thả nuôi 1.000 con ngan hoặc vịt. Tuy nhiên anh Mạnh chỉ thả mật độ khoảng 500 con. Nuôi thưa sẽ giúp thủy cầm phát triển tốt, hạn chế được dịch bệnh. Mật độ thưa thì con ngan nó lớn nhanh hơn. Đó là cái lượng thuốc mình sử dụng ấy, ít đi, bởi vì con ngan nó thưa, nó ít bị bệnh. Cái tiền thuốc cho con ngan mình giảm đi được cái tiền đấy thì rất tốt. Và sản xuất cho con ngan nó cũng ngon đấy.
Chuyên gia khởi nghiệp đánh giá rất cao về thiết kế chuồng trại của anh Mạnh. Mái nhà được lợp bằng tôn lạnh thay vì lợp pro xi măng hoặc loại tôn thông thường. Vào những ngày nắng nóng, lớp tôn sẽ giúp nhiệt độ hấp xuống chuồng nuôi mà không cần dùng dàn phun mưa. Ngoài ra, anh Mạnh còn dùng sàn lưới thay cho sàn gỗ để dễ dàng vệ sinh dọn chuồng. Hệ thống chuồng trại sau khi anh cải tạo nó rất phù hợp cho đối tượng chăn nuôi là con thủy cầm, mà đặc biệt con ngan. Con ngan nếu mà được cái chuồng như thế này rất thoáng. Ví dụ như là anh đã thiết kế cái lưới và có giữa cái lưới và cái nền ở bên dưới là có cái khoảng cách 20 phân như thế này, thì bản thân không khí nó cũng lưu thông ở bên dưới, và hai nữa nó có tạo sự cách biệt, nó sẽ giảm được cái độ ẩm và nó tăng độ thông thoáng, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình chăn nuôi và cái sức đề kháng của con ngan của anh sẽ rất tốt. Bể nước cho vịt tắm cũng được anh Mạnh thiết kế ở trong khu chuồng nuôi. Bể nước có 3 cấp, tương ứng với 3 độ sâu, 10cm, 20cm và 30cm. Nước bẩn sẽ được tháo ra ngoài, chảy qua bên dưới của sàn, sẽ rửa theo phân và chất thải của ngan ra ngoài. Bể nước để tắm cho ngan vịt là cứ 1m2 phải đảm bảo cho 5 đến 6 con ngan con vịt để tắm. Thế thì mình tương ương, mình có thiết kế cái hệ thống mặt nước để cho vịt bơi nội hoặc ngan bơi nội, cũng như là bể tắm, thì nó phải tương xứng như thế, thì nó mới giúp cho cái quá trình vận động cũng như là bơi nội tắm của con ngan con vịt nó mới đáp ứng được. Với cái diện tích bể nước này thì nó rơi ở tầm khoảng 50m2, nhưng mà nó rất thoải mái. Con ngan con vịt nó không phải tranh nhau nó tắm. Nhờ các thiết kế khoa học và bài bản, đàn ngan nhà anh Mạnh phát triển tốt, ít dịch bệnh. Quay trở lại với mô hình chăn nuôi của anh Thắng, chuyên gia thấy không ổn và đã phân tích cho anh Thắng hiểu vấn đề mình đang gặp phải là gì. Cái điều đầu tiên là anh ấy phải quy hoạch lại cái khu vực chăn nuôi. Thế nhưng mà cái bố trí sắp xếp các cái khu vực nuôi thì tốt nhất hiện nay vẫn là cái khu chăn nuôi gà thịt. Thì chúng tôi không có ý kiến gì. Thế còn sang bên này là khu chăn nuôi ngan, ngỗng, chim bồ câu với lại gà đẻ là rất là luộm thuộm. Đấy, rất là luộm thuộm. Và nếu như anh ấy không quy hoạch lại, anh ấy không sắp xếp lại thì đây là cái nguy cơ bệnh lây chéo các cái nhóm giống lẫn nhau là rất nguy hiểm. Và khi mà bệnh đã lây chéo thì cái việc xử lý là rất khó. Đấy, rất khó. Đấy là cái anh cần phải rút kinh nghiệm. Cái thứ hai, nên bỏ cái đối tượng ngan và ngỗng, bởi vì cái điều kiện chăn nuôi ngan và ngỗng là diện tích không có. Nên dành tập trung cho cái chăn nuôi con gà đẻ và cái con chim bồ câu thôi. Đấy. Thì hai cái con này là thị trường nó đang có, vì thị trường nó đang tốt. Và cái diện tích anh ấy cũng đã bố trí tốt rồi. Thế nên tập trung vào hai cái đối tượng còn lại. Thế nếu anh ấy bỏ con ngan mà bỏ con ngỗng rồi thì anh ấy sẽ chỉ còn có ba đối tượng là gà đẻ, gà thịt và chim bồ câu thôi. Thế còn con nhím thì anh ấy thích thì nuôi, không thích thì thôi, vì cái quy mô của nó cũng chỉ có chưa đầy 10 con, 10 con bố mẹ thì không quan trọng cái đấy. Đấy. Hiện tại đàn ngan của anh Thắng đã nuôi hơn một tháng. Tuy nhiên số lượng thất thoát khoảng 150 trên 200 con, tương đương thất thoát hơn 70%. Với chăn nuôi, đây là tỷ lệ thất thoát quá cao, chi phí con giống mất khoảng 20 triệu cho lứa nuôi đầu. Xét về kinh tế, đàn ngan đã lấy đi tiền lời từ một lứa nuôi gà. Đàn ngan này đang bị bạc vô virus rồi. Một số con, rất nhiều con là bị cọc, rồi là trụi lông, không lớn được. Bệnh này là bệnh nó tiềm ẩn, nó lây từ ngỗng sang. Nói như cái con ngan này với con ngỗng là nó có bệnh reo này, có bệnh vạc vô này. Đấy, ngỗng bị thì ngan bị, nhưng mà ngan bị thì ngỗng không bị. Đấy, cháu hiểu chưa? Đấy, cho nên là tốt nhất là nghỉ, bỏ. Mà thứ hai nữa là cái điều kiện chuồng mà nuôi cái con ngan thịt mà làm với chuồng lưới thì cũng được, nhưng với điều kiện là cái sàn lưới của nó phải chắc. Chứ nếu mà cháu làm này là con ngan nó đứng lên nó sợ, mà khi nó đi phân xuống kia là những cái bệnh mà nó lưu xuống dưới đây, nó ủ lâu ngày mình không diệt được. Ngoài ra, đàn ngan đang có hiện tượng rụng lông cánh, gầy gò, ít vận động, không linh hoạt, có thể do chăm sóc kém hoặc ngan đang bị bệnh. Bệnh của ngan hiện nay khả năng nhiều là bị bệnh parvovirus. Đấy. Đây là cái bệnh gọi là bệnh Dezi đấy, nó được gọi là cái bệnh Dezi.
Biểu hiện của nó là lúc đầu là con ngan nó kém ăn, rồi là nó rụng lông. Thế rồi là khi mà nó bung nó tích nước, con ngan nó đi, nó dựng đứng người lên, nó giống như chim cánh cụt ấy. Đấy. Và nó gây tỷ lệ chết cao khi nó mới nhiễm bệnh. Còn khi là tuổi nó đỡ lớn rồi thì tỷ lệ chết nó ít, nhưng nó gây đến cái hiện tượng còi cọc. Vì con ngan không ăn được, rụng lông. Cho nên rằng là rất là khó bán và rất khó trở thành gan thịt. Bởi vì cái ngoại hình cũng như cái tốc độ trang trọng của nó rất là chậm. Đàn ngan trông rất xấu. Lây rất nhiều luôn. Đây là bệnh do virus mà. Cho nên là chúng ta phải có một cái chuồng tốt, phải có một cái sân tốt và phải có một cái công tác vệ sinh phòng bệnh tốt thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được. Còn nếu mà cứ nuôi như thế này là sẽ liên tục thất bại. Bệnh siêu vi trùng parvovirus còn được gọi là bệnh Dutsy. Bệnh thường xuất hiện khi nuôi với mật độ dày, vệ sinh chuồng trại kém, thời tiết xấu, bị bệnh do sức đề kháng giảm sau khi tiêm phòng hoặc vận chuyển. Bệnh này rất phổ biến ở ngan. Hiện tượng ngan bị nhiễm parvovirus có 3 thể chính. Thể quá cấp tính dưới 15 ngày tuổi, bệnh lây lan rất nhanh và có tỷ lệ chết rất cao, có thể lên tới 100%. Thể cấp tính từ 15 tới 35 ngày tuổi, ngan nhiễm bệnh cũng lây lan nhanh, tuy nhiên tỷ lệ chết khoảng 10 tới 20%. Sau đó ngan sẽ bị tình trạng rụng lông và còi cọc. Tiếp theo là thể mãn tính, ngan mang mầm bệnh và thải ra môi trường với đặc trưng chậm lớn và trong khoang bụng có nhiều dịch, hiện tượng báng bụng. Bệnh này muốn phòng được là chúng ta trước hết là chúng ta phải có cái điều kiện chuồng chăn nuôi tốt. Về chuồng chăn nuôi của thủy cầm nó cũng giống như chuồng chăn nuôi gà thôi. Nhưng mà hiện nay chăn nuôi thủy cầm là người ta không thả ra ngoài mương nước và người ta phải thiết kế cái sân chơi. Cho nên là nếu anh có cái sân chơi tốt cộng với cái chuồng nuôi giống như chuồng nuôi tốt thì chúng ta sẽ tạo điều kiện cho con gà, cho con ngan, nó có một cái chỗ ở tốt thì nó sẽ chống được bệnh. Những điều quan trọng nhất là mình phải tiêm phòng vaccine cho nó. Đấy. Thì các hộ chăn nuôi ngan thì bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho các cái lịch. Bệnh Dutsy không có thuốc đặc trị nên việc phòng bệnh là rất quan trọng. Người chăn nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp sau sẽ cho kết quả tốt. Chọn mua vịt con ở những cơ sở chăn nuôi có uy tín. Lúc vịt từ 1 đến 3 ngày tuổi, tiêm kháng thể viêm gan cộng rụt mỏ vịt. Không được nuôi vịt với các lứa tuổi khác nhau trong cùng một ô chuồng. Cách ly vịt bệnh ngay khi xảy ra dịch bệnh và 2 ngày sát trùng chuồng một lần. Qua bài học nuôi ngan lần này, chuyên gia Sơn cũng muốn lưu ý đến anh Thắng và bà con cần chú ý khi lựa chọn kết hợp nuôi cùng một lúc nhiều đối tượng vật nuôi, đảm bảo hiệu quả chăn nuôi. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con có thể gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh nông nghiệp nông thôn nông dân VTC16, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, địa chỉ 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ đăng ký gồm 1. Đơn xin đăng ký tham gia chương trình, nêu rõ kế hoạch sản xuất, diện tích, số vốn, số người tham gia. Nếu là tổ hợp tác, hợp tác xã thì người đứng đầu đại diện viết đơn và có chữ ký của các thành viên còn lại. 2. Sơ yếu lý lịch cá nhân hoặc người đứng đầu tổ hợp tác, hợp tác xã có xác nhận của chính quyền địa phương. 3. Hai ảnh 4x6 của người đại diện hộ, nhóm hộ hoặc đại diện tổ hợp tác, hợp tác xã. Đón xem khởi nghiệp phát sóng 21:10 thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Khởi nghiệp VTC16 vì một nền nông nghiệp hội nhập và phát triển.